Xin chào mọi người, lại là mình, Devil's Angel. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành phần còn lại của tầng 5 của tảng băng thuyết âm mưu. Có một vài bạn hỏi mình rằng tại sao cường độ mình làm video về tảng băng thuyết âm mưu lại càng ngày càng ít như vậy, liệu mình có ngưng làm series này luôn không? Câu trả lời là không nha mọi người, mình sẽ vẫn tiếp tục làm series này cho tới hết luôn, nhưng mà bây giờ mình có vài ý tưởng mới mình muốn làm nên là mình sẽ giãn cách nó ra chứ không làm liên tục những video về tảng băng thuyết âm mưu nữa. Ok, không để mọi người chờ lâu nữa, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu video. Giả thuyết thần kinh. Giả thuyết này cho rằng những người có vấn đề về tâm lý thần kinh này nọ không thực sự bị bệnh nhưng mà họ chỉ đang tiến hóa trước chúng ta thôi. Bởi vì cách nhìn thế giới của họ sẽ khác với chúng ta một tí nên là chúng ta nghĩ rằng họ có vấn đề về tâm trí, nhưng thật sự ra họ chỉ đang tiến hóa trước chúng ta mà thôi. Ảo ảnh đường cao tốc. Giả thuyết này nói về việc khi mà chúng ta lái xe trên đường cao tốc vào ban đêm thì có rất nhiều người thấy hình ảnh của những bóng ma hoặc là những sinh vật gì đó rất là kỳ lạ chạy ngang qua chẳng hạn. Những cái bóng ma hoặc là sinh vật huyền bí mà chúng ta thấy vào ban đêm trên đường cao tốc thật sự ra là những thực thể đến từ một chiều không gian khác và chúng có khả năng xuất hiện ở nhiều nơi cùng một lúc. OOO là viết tắt cho cụm từ Object Oriented Ontology. Cái này mình cũng không biết dịch ra tiếng Việt như thế nào nên là mình sẽ giải thích luôn cho mọi người cho tiện ha. Giả thuyết này nói về việc con người chúng ta nhận thức thế giới một cách rất là chủ quan, kiểu như là mọi thứ đều phải quay quanh chúng ta là cái rốn của vũ trụ á. Nhưng sự thật là con người chúng ta chỉ là một hạt cát trong vũ trụ và vũ trụ không có nghĩa vụ gì phải phục vụ chúng ta, mà ngược lại, chúng ta sẽ phải phục vụ vũ trụ và phụ thuộc hoàn toàn vào những gì mà vũ trụ đặt ra cho con người chúng ta. Đài phát thanh Mount Arizona là một đài phát thanh bị bỏ hoang ở bang Arizona ở Mỹ. Điều kỳ lạ về đài phát thanh là mặc dù nó đã bị bỏ hoang nhưng mà nó vẫn phát thanh. Sao nghe nó vô chi vậy? Có nghĩa là nó phát sóng mọi người chứ không phải phát thanh. Có một vài người thử bật radio vô các kênh của đài này thì họ vẫn nghe âm nhạc rồi xong những bản tin này nọ như những đài radio khác luôn. Nhưng mà không có ai vận hành thì làm sao mà nó hoạt động được? Bởi vậy người ta mới nói rằng đài phát thanh này là đài phát thanh ma ám, bởi vì có lẽ là có một vài thế lực nào đó đằng sau cái radio này đã qua đời rồi nhưng mà vẫn muốn vận hành cái đài này. Tàu ma Triều Tiên. Mỗi năm ở Nhật có một hiện tượng lạ xảy ra là họ thấy những chiếc tàu tới từ Triều Tiên cập bến ở Nhật, mà cũng không hẳn là cập bến mà là trôi dạt vô bờ biển ở Nhật. Những chiếc tàu, hoặc nói đúng hơn là xác tàu này rất là kỳ lạ, bởi vì mỗi khi cập bến thì người ta thấy rằng trên tàu, một là có những xác chết của thủy thủ, còn hai là không có ai cả. Người ta mới bắt đầu nghi vấn rằng những chiếc tàu đó chở người dân trốn khỏi Triều Tiên, và trong lúc đi ra ngoài biển thì mới gặp những con quái vật hoặc là những sinh vật huyền bí gì đó đã bắt cóc họ hoặc là sát hại họ luôn. Một điều mình thấy đáng nghi về những chiếc tàu này là con đường mà chúng đi ngang qua cũng là nơi mà người ta phát hiện ra âm thanh bloop. Vậy có khi nào những thủy thủ trên tàu đã bị cái con quái vật nào đó phát ra âm thanh bloop nuốt chửng luôn không ta? Khủng long thời kỳ mới. Giả thuyết này cho rằng loài khủng long không hoàn toàn bị tuyệt chủng mà chúng vẫn tồn tại tới ngày hôm nay. Bởi vì khi mà người ta so sánh một vài loài động vật thì họ thấy nó có điểm chung với loài khủng long nên là họ nghi rằng những con khủng long hồi xưa trốn được á, chúng tiến hóa thành những loài động vật bây giờ, hoặc những con khủng long trốn được thảm họa thời xưa để chui xuống lòng đất sống, và khu vực mà chúng sống chính là khu vực Agatha mà mình đã nói trong những tuần trước của tảng băng thuyết âm mưu. Săn bắt con người. Chủ đề này nói về việc xuyên suốt lịch sử con người có một vài nền văn hóa rất là biến thái. Thay vì họ săn bắt gà, săn bắt cọp, heo hươu gì đó để tiêu khiển thì họ săn bắt con người như là một môn thể thao. Giả thuyết này cho rằng việc săn bắt con người như là một môn thể thao vẫn còn tồn tại tới bây giờ luôn, năm 2023 mà vẫn còn. Và những người tham gia bộ môn thể thao biến thái này là những người quyền lực nhất trên thế giới. Họ có tâm trí bệnh hoạn, có tiền không biết làm gì nên là thuê người ta tới một hòn đảo chẳng hạn và bắt đầu săn bắn người ta. Mình kể xong cái nghe y chang bộ phim Squid Game luôn mọi người, không khác gì luôn á. Chế độ ăn kiêng bằng nước tiểu. Trời, mình nói tới đây là mình thấy mắc ói rồi mọi người. Có một vài người người ta thay thế nước lọc bằng nước tiểu bởi vì họ tin rằng nước tiểu có một vài cái khoáng chất, cái gì đó mình cũng không biết nữa, nhưng mà sẽ tốt cho cơ thể họ để họ ăn kiêng. Và thay vì họ uống nước lọc thì họ uống nước. Mọi người tự hiểu ha, thì mọi ai mà muốn tìm hiểu thêm thì tìm hiểu chứ mình dừng ở đây ha. Suki, tên đầy đủ là dự án Suki. Vào năm 2017, có một người dùng ở trên diễn đàn 4chan chia sẻ một bài đăng nói rằng họ biết cách để thoát ra khỏi server này. Server ở đây chính là trái đất hoặc là vũ trụ. Họ tin rằng mỗi vũ trụ là một hệ thống và chúng ta đang sống ở trong một vũ trụ bị lỗi, có nghĩa là một hệ thống đang bị lỗi, và họ sẽ giúp chúng ta đi ra khỏi hệ thống này để tới một hệ thống khác tốt hơn. Họ dẫn đường link tới trang web chính thức của họ, và ở trên trang web đó họ chia sẻ đầy đủ cách thức để cho chúng ta tham gia vào dự án Suki để chúng ta có thể thoát khỏi hệ thống này. Và thoát ở đây có nghĩa là sau khi chúng ta qua đời, và họ dặn rất là kỹ về việc nếu mà chúng ta đã tham gia dự án này rồi thì không thể nào tự ý đăng xuất trái đất hoặc là server trước khi thời hạn của chúng ta tới. Nếu mà người nào tự ý đăng xuất thì linh hồn của họ sẽ mãi mãi bị kẹt ở trong vũ trụ này, không thể nào đi qua vũ trụ khác hoặc là hệ thống khác. Omphalos, theo cách gọi của người Hy Lạp cổ đại, chính là trung tâm của thế giới. Truyền thuyết kể lại rằng thời xưa thần sấm sét Zeus cho hai con diều hâu chạy từ hai điểm cực bắc, cực nam, cực đông, cực tây gì đó lại gặp nhau ở điểm chính giữa. Sau đó thần Zeus đặt một hòn đá ở đó và đánh dấu cho mọi người biết rằng đây chính là trung tâm của thế giới, và trên hòn đá đó có những cái điêu khắc kỳ lạ
là những cái ký tự cổ đại thời xưa, và đó chính là những lời sấm được dùng trong những bùa chú cổ đại. Bác sĩ Robert Morse, ông trở nên nổi tiếng với những bài viết và nghiên cứu về việc ăn chay thanh lọc cơ thể, chỉ độc trong người cái kiểu detoxing á mọi người. Nhưng mà cái nghiên cứu nổi tiếng nhất của ông là về bản hồng mạch học. Nghe hồng mạch học nó ghê gớm vậy thôi, nhưng mà nó cho dễ hiểu chính là bản vẽ sơ đồ mắt của chúng ta mọi người. Ông tin rằng chúng ta có thể nhìn vào mắt và đoán được bệnh, nhưng mà những nghiên cứu của ông người ta xem là khoa học không chính thống, hoặc nó đúng hơn là ngụy khoa học. Điều trị tâm lý theo chủng tộc, mình thấy ở Việt Nam việc điều trị tâm lý nó vẫn chưa phổ biến lắm, nên là mình không biết mọi người nghe sẽ có thấy thú vị hay không, nhưng mà mình cũng sẽ nói về chủ đề này cho những bạn thích về tâm lý học hoặc là tham vấn tâm lý cái kiểu ha. Giả thuyết này cho rằng mỗi dân tộc, mỗi quốc gia, mỗi khu vực ở trên thế giới sẽ có một cái cách điều trị tâm lý khác nhau, bởi vì chúng ta không giống nhau về gọi là văn hóa rồi tập tục cái kiểu. Có thể là một cái điều ở nước này là đúng, nước kia là sai, nên là chúng ta không thể nào có một cái quy chuẩn chung thực sự mà áp dụng cho tất cả quốc gia, nhưng mà chúng ta phải điều chỉnh làm sao để cho thích hợp với quốc gia đó. Mình không biết mọi người sao chứ mình thấy cái này rất là đúng đối với bạn của mình. Thì mình có một người bạn ở Việt Nam nhưng mà họ đang sống ở bên nước ngoài, thì khi mà bạn đã bị trầm cảm và đi tham vấn tâm lý á mọi người, thì cái gọi là chuyên gia tâm lý mới nói với họ rằng là những cái vấn đề của anh không thật sự là vấn đề đâu, kiểu như là bạn mình nghe sốc luôn, bởi vì là đối với văn hóa Việt Nam thì cái đó là một vấn đề, nhưng mà đối với văn hóa của nước họ nó không phải là một vấn đề đó, nên là nó trở thành một cái giả thuyết, nhưng mà mình thấy nó cũng thật chứ không có phải là giả thuyết nữa đâu. Năng lượng Kundalini, đây là một khái niệm ở trong thần bí học Tây Tạng. Thì người ta tin rằng có một nguồn năng lượng tên là Kundalini ở trong vũ trụ. Nếu mà chúng ta hấp thụ được nó vào cơ thể thì chúng ta có thể dùng nó để thao túng thực tại, và có thể là suy nghĩ ra những cái gì thì nó sẽ biến thành hiện thực, kiểu như vậy. Não trong lọ, giả thuyết này cho rằng nếu mà chúng ta lấy não của một người nào đó ra và bỏ vô một cái lọ rồi gắn vô máy tính, thì người đó vẫn biết là mình sống, nhưng mà không nhận ra được rằng là cái ký ức và cái tiềm thức của họ đã được truyền tải vô cái máy tính rồi. Thì nếu mà chúng ta giải thích xa hơn một tí nữa, thì có thể một vài người ở đây, những bạn đang xem, hoặc là tất cả chúng ta đang có cái não nằm trong lọ, và những cái người khác ở ngoài thế giới bên kia đang thao túng chúng ta, và tất cả những gì chúng ta trải nghiệm không có thật. Thì mình thấy cái giả thuyết này nó có liên quan tới thế giới giả lập cái kiểu mọi người. Vụ việc Umo là một trong những vụ việc nổi tiếng nhất liên quan về người ngoài hành tinh. Vào những thập niên 60, có 15 người ở Tây Ban Nha nhận được 15 bức thư. Người viết thư nói rằng là họ không tới từ trái đất này, họ chỉ là người ngoài hành tinh và rất tò mò muốn biết những người trên trái đất họ sống như thế nào. Họ nói rằng họ bắt được tín hiệu của trái đất bởi vì là họ thấy có một cái xe tăng phát ra tín hiệu ở Na Uy vào năm 1970 mấy hay là ba mấy gì đó, mình quên rồi, thì mình sẽ tìm hiểu lại cái năm rồi mình đặt ở đây ha. Thì nói chung là nhờ cái xe tăng đó mà họ biết được là cái trái đất này có tín hiệu, là chắc là có sự sống này nọ, nên là họ bay vào và họ tìm hiểu, và họ rất là tò mò về các khái niệm của con người như là nghệ thuật này nọ. Và sau đó thì họ muốn trao đổi thư tín với những cái người Tây Ban Nha này. Sau một khoảng thời gian trò chuyện bằng thư tín với những người Tây Ban Nha, những người ngoài hành tinh này biến mất một cách bí ẩn, họ không trả lời thư nữa, và tới bây giờ chúng ta cũng không biết được họ là ai. Sự chia cắt trên mạng, như mọi người đã biết thì trên mạng internet rồi sau mạng xã hội cái kiểu thì rất là xô bồ, có rất nhiều luồng ý kiến khác nhau, rồi những cái bất đồng về quan điểm văn hóa xã hội vân vân và vân vân. Giả thuyết này cho rằng có một bộ phận tinh hoa là những người là quyền lực nhất thế giới, có tiền này nọ, họ đã tạo ra những vấn đề rất là nghiêm trọng, và để cho chúng ta không tập trung vào những vấn đề đó thì họ sẽ tạo ra những cái sự chia cắt ở trên mạng, ví dụ như là Israel Palestine chẳng hạn. Cái đó mình chỉ là nghĩ thôi, không biết là có thật hay không, nên là đừng có tấn công mình về vụ đó nha. Thì nói chung là họ không muốn chúng ta biết được những vấn đề thực sự là gì, ví dụ như là nóng lên toàn cầu hay là những cái vụ án hoặc là những cái gì đó, những cái tội ác mà họ gây ra, nên họ muốn chúng ta chia cắt ở trên mạng để cho sự tập trung của chúng ta không nằm ở những vấn đề thực sự. Cơ chế Antikythera chính là chiếc máy tính đầu tiên trên thế giới được tạo ra bởi người Hy Lạp vào năm 100 trước công nguyên. So với sự phát triển của các dân tộc thời đó thì phát minh này phải gọi là rất là vĩ đại luôn, nên là người ta mới nghi rằng có thể là có một thế lực nào đó ở ngoài vũ trụ đã giúp đỡ người Hy Lạp xây dựng lên chiếc máy tính đầu tiên này. Tàn tích Jedi là một ngôi làng bị bỏ hoang trên bờ biển Kenya ở châu Phi, được tìm thấy vào những năm 1920. Điều kỳ lạ về ngôi làng này là chúng ta không biết ai là người thành lập nên nó, chỉ biết là nó đã từng là một nơi rất là nhộn nhịp giao thương hàng hải cái kiểu vào thế kỷ thứ 6, nhưng rồi sau đó nó lại bị bỏ hoang một cách lạ thường. Các bộ tộc địa phương truyền miệng nhau về việc ngôi làng này bị ám bởi các linh hồn cổ đại, và những linh hồn này chính là những thị tế lễ thời xưa. Sau khi họ qua đời, họ hù dọa đuổi hết dân làng đi để biến đó thành nhà của họ. Và tới ngày hôm nay, nếu mà bạn tự ý bước vô ngôi làng đó thì bị cái gì bạn tự chịu trách nhiệm. Địa chất thần trí nghe nó phức tạp như là trên trời vậy thôi, nhưng mà nếu mà mình tách nó ra thành hai khái niệm riêng á, rồi sau đó mình nói lại thì mọi người sẽ dễ hiểu hơn. Thật sự ra sau khi tìm hiểu xong về chủ đề này, mình cũng muốn biến thành người trời luôn á mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ nói về thần trí trước ha. Thần trí ở đây chính là về thuyết thần trí. Thì thuyết thần trí nó cũng na ná giống như là thuyết ngộ đạo mọi người, là về việc những thứ trong vũ trụ này nó sẽ có một cái sự huyền bí gì đó, và chúng ta có thể học được những kiến thức của vũ trụ thông qua những vạn vật xung quanh cái kiểu. Còn địa chất là về những thành phần của trái đất, như là bỏ trái đất rồi xong lõi rồi xong đất đá cái kiểu núi non mọi người. Thì khi mà chúng ta nối địa chất thần trí lại với nhau thì giả thuyết này cho rằng là chúng ta chỉ có thể hiểu rõ hơn về vũ trụ thông qua những cái
cục đá xong quay vỏ trái đất cái kiểu thôi, và chỉ có nó mới cho chúng ta thấy được sự thật của vũ trụ. Giả thuyết này nó lại liên quan một tí tới thuyết thảm họa. Một vài người tin rằng con người chúng ta chỉ có thể hiểu được chân lý thông qua việc chúng ta trải nghiệm thảm họa mà thôi. Chỉ khi chúng ta trải qua những thảm họa tự nhiên như là động đất, sóng thần cái kiểu thì chúng ta mới có thể hiểu rõ hơn về vũ trụ. Túm lại cho mọi người dễ hiểu thì giả thuyết này cho rằng những hòn đá trên trái đất có chứa những giá trị tiềm ẩn của vũ trụ. Vô ngã là một khái niệm trong Phật giáo. Vô ngã cho rằng chúng ta không có một bản chất hoặc là linh hồn duy nhất. Tất cả mọi thứ của chúng ta đều được quyết định bởi vũ trụ. Chúng ta vẫn có suy nghĩ rồi xong những cảm xúc cái kiểu, nhưng mà mọi thứ của chúng ta đều phải phụ thuộc vào vũ trụ. Mình có một ví dụ cho bạn dễ hiểu nè. Bạn hãy tưởng tượng là trong tay của bạn có một bộ Lego. Lúc đầu bạn gỡ cái bộ Lego đó ra, lấy những cái mảnh Lego và bạn sắp xếp một cái tàu đi biển. Sau đó bạn chán rồi, bạn gỡ những cái mảnh Lego đó ra và bạn sắp xếp một cái tàu vũ trụ. Những cái mảnh Lego đó vẫn là những mảnh Lego, nhưng mà lúc đầu nó là tàu đi biển, lúc sau nó là tàu vũ trụ. Vẫn là Lego nhưng mà có những hình dạng khác nhau. Thì con người chúng ta cũng vậy, vẫn là con người chúng ta nhưng mà sẽ có những cái hình dạng khác nhau tùy thuộc vào những gì mà vũ trụ sắp xếp cho chúng ta. BDOOR là tên viết tắt tiếng Anh cho Bi-Digital Orient Test, là một bài kiểm tra sức khỏe giống như là cái hồng mạc hồi nãy mọi người, nhưng mà thay vì nhìn vô con mắt thì chúng ta sẽ dùng hai ngón tay của chúng ta và thành hình tròn như vậy. Sau đó là ngón tay còn lại bạn kéo nó ra vậy nè. Thì cái bài kiểm tra này cho rằng chúng ta có thể biết được sức khỏe của chúng ta như thế nào bằng cách là coi cái độ kéo cho tới khi nào nó bị bung ra, thì mọi người có thể tìm hiểu thêm ha. Nhưng mà đây cũng chỉ là một cái ngụy khoa học, có nghĩa là không có thật, không có phải là khoa học thật nha mọi người, nhưng mà người ta tin là như vậy thôi. The Cosmic Butterfly, có tên gọi khác là Rosalind Ballingall, là tên của cái nạn nhân nha mọi người, là một sự kiện có thật xảy ra vào năm 1961 ở Đại học Cape Town, Nam Phi. Lúc đó có một nhóm sinh viên có tên là The Cosmic Butterfly, họ biểu tình chống chiến tranh, yêu chuộng hòa bình cái kiểu. Thì những người này là dân hippie và họ sống trong một cái căn nhà chung với nhau. Một trong những thành viên của nhóm đó có tên là Rosalind Ballingall. Một ngày nọ người ta thấy Rosalind cầm một quyển kinh thánh trong tay rồi đi vào rừng, sau đó biến mất luôn. Và vụ biến mất của cô có những tình tiết rất là lạ lùng. Nhóm The Cosmic Butterfly cô tham gia rất là chống lại tôn giáo luôn, nhưng tại sao trong tay cô lại có quyển kinh thánh? Rồi sau đó khi mà người ta tới phỏng vấn gia đình của cô về vụ mất tích này thì họ từ chối không nói gì hết. Thì ok, cứ như gia đình muốn gọi là tôn trọng quyền riêng tư đi. Nhưng mà sau đó họ tới hỏi cảnh sát thì cảnh sát lại bí ẩn mất hết những cái báo cáo về vụ mất tích này. Rồi trong lúc người ta đổ xô đi tìm kiếm Rosalind thì bạn trai của cô bình tĩnh ngồi ở hiên nhà, cái nhà cộng đồng mà họ sống chung, mọi người ngồi thổi sáo một cách bình tĩnh. Một tình tiết lạ lùng khác nữa là có một người bạn thấy Rosalind đi vô rừng, thì khi mà họ thấy Rosalind mắt cô kiểu như đờ đẫn, giống như là có ai thôi miên cô đi một cách vô tri vào rừng vậy thôi mọi người. Khu rừng cô đi vào có tên là vườn Eden. Khu rừng này rất là nổi tiếng với những cái tà giáo hắc ám, kiểu như là hy sinh tế người cái kiểu. Vài tháng sau khi vụ mất tích của Rosalind, người ta thấy Rosalind nhưng mà ở đằng sau xe của họ. Bạn tưởng tượng là bạn đang chạy xe hơi đi, không phải xe máy, thì xe hơi chạy ngang qua khu rừng, thì có một cái cặp đôi chạy ngang qua khu rừng, họ thấy Rosalind ngồi ngay đằng sau xe của họ. Rồi một cái gia đình khác chạy ngang qua rừng thì cái đứa con ngồi đằng trước nhìn sau la hét lên bởi vì thấy hình dáng của một người phụ nữ, và sau khi mô tả với cảnh sát và những cái người khác á, thì chính là hình dáng của Rosalind. Giả thuyết chính từ cái vụ việc mất tích của Rosalind là người ta cho rằng cô đã bị một tà giáo nào đó dụ vô rừng, sau đó hiến tế cô cho quỷ, nên là linh hồn của cô rất là uất ức và cô quyết định ám cả cái khu rừng đó luôn. Và đó là tất cả những gì chúng ta tìm hiểu trong phần còn lại của tầng 5 của tảng băng thuyết âm mưu. Mình xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến bạn Yureli, Violet, Trương, Fiona Võ và Hồ Nguyễn về ủng hộ mình ở bên Patreon. Nếu mọi người muốn được để tên ở cuối mỗi video của mình thì đừng quên đăng ký làm hội viên của kênh Devil's Lingo ở bên Patreon nha. Như thường lệ, mình cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Và nếu mọi người muốn mình làm video về tảng băng thuyết âm mưu nhanh hơn nữa thì đừng quên nhấn nút thích, theo dõi và cái chuông. Hẹn gặp mọi người trong video kế tiếp.